Xin chào cả nhà nha. Xin chào cả nhà nha. Bữa nay á, anh em mình á, đi ra ngoài đây đổ cái lú với mình gỡ lưới á, được mớ cá nè cả nhà. Cá lộn xộn không à? Ủa được mấy cá chốt luôn. Để xin vô này nó được mấy cá chốt luôn thấy không? Cá có cá sặc, cá cá phi nữa nè. Cái này cá rô biển nè. Đó. Hồi nãy giờ mà em tưởng cá phi con á. Cái con. Cá rô biển anh em mình được 2 con nè thấy không? Mấy cá chốt nữa nè. Bữa nay á thì mớ cá này á là anh em mình kho nha. Kho với sẵn mình cũng có hái thêm được mớ rau muống nè. Ui rau muống non mon. Cái này là nguyên một đám rau muống. Cái rau muống này á thì bữa nay anh em mình sẽ lặt ra lại cái anh em mình xào nha, xào với tỏi. Để anh... Ơi, cá kho ăn với rau muống xào tỏi luôn. Chưa còn 4 trứng nữa nè mon. Nè. Này học dạch để lát mình hấp với cơm. Điều là mỗi người 2 trứng đều. Yeah, trứng à. Để anh xắt cái trái chanh này á. Cái mình nặng vô đây. Cái mớ cá này á là hôm qua anh em mình đi đặt cái lú rồi với giăng cái lưới, giăng mình giăng khoảng 100 mét lận. Mà giăng hôm qua là trúng cái con nước đó, nước nhiều á, đang lấy nước vô á. Rồi cái cũng hôm bữa nay dở không có cá nhiều á. Chứ thường bữa ha, anh em mình đi ha, là khoảng dở hết luôn á, là khoảng 2 cái thao cá vậy nè. Chứ mà được thì mấy cá phi bự nữa. Ừ, nhiều lắm. Ủa đồ hổng cá chạch rồi cá con gì đang cá hát lát như. Giống như kiểu mình đặt hoài á, chỗ đó cái mình dở nó không có. Nó nhát nó không dám vô. Bữa nào mình đổi kinh đi mon. Bữa nào mình vô kinh trong kia đi. Ôi đất ơi, dở mấy con cá, trúng mấy con cua gần cành á, nó kẹp đứt tay cái nặng cái chanh vô một cái. Trời ơi nó ra. Lâu muốn này non không? Không chèo luôn rồi. Là khúc khúc vậy đó cái mình xào ha. Bên hai Kumon xào hết Kumon, được không? Để em xào cho. Để em xào. Xào tỏi khó lắm á. Cái rau muống này ha mà mình đập dập dập ra ăn chung cá kho cũng được. Chỉ bớt chua chua. Bên đây anh em mình xào nha. Xào tỏi ăn thơm. Cái rau muống này ha mà mình vậy nè, cái mình lặt ra mình bào mình ăn chung với mình ăn bún riêu đó. Bún riêu cua anh. Ngon dữ dằn. Bữa nào đủ cua, đủ nó nhiều nhiều cua mình nấu bún riêu cua rồi ăn. Ôi, như đây rau muống quá trời luôn luôn. Nguyên một đám luôn mà. Trời mới mưa xong cái rau muống ngon đóng. Với cái này á mà mình thích nhất á, con cá chốt này á, mình kho tiêu ăn cũng ngon nữa. Mà mình thích cá chốt này nè, biết nấu gì không môn? Kho mắm. À, đúng rồi, cái cá chốt kiếm được nhiều nhiều á, cái mình nấu kho mắm. Kho mắm hoặc nấu canh chua cũng được á. Hồi nhỏ mình ở nhà chung với ngoại á, ngoại thường hay nấu cái canh chua cá chốt cho mình ăn. Em mà em ăn kho với mắm với kho kiểu kho tiêu hay kho. Còn cá sặc á thì mình phơi một nắng xong rồi cái mình phơi á mình để dành mình uống với nước trà, còn thôi ăn cơm nó tội ui. Sạch cơm luôn. Cơm. Nước nó hơi mặn mặn á trời. Mà đặc biệt á cái rau muống này á mình phải ngắt cái đọt nha, mình bỏ cái đọt nha, để không thôi chiều nay cô Môn dành nữa không ai ăn nhiều à. Rau muống nào phải bỏ cái đọt hết. Ừ, không có rau muống kinh là mà rau muống đồng này là mình phải bỏ cái đọt nha. Còn rau muống trồng á thì mình ăn luôn cũng được, không sao. Bữa nào em giả bộ em quên cái em chừa. Muốn nào cũng thấy nó non chèo. Này là anh lựa mấy cái đọt non không phải không? Đó. Mập nữa. Nữa sao cái bụng kêu hoài á, mới sáng ăn rồi mà. Chưa nấu đồ ăn này. Mới lặt rau mà còn đâu đó. Để anh lặt cái mớ rau này, cái này cái anh em mình lên nấu nha. Rồi, ở đây thì anh em mình thắng nước màu nữa nha. Đây là mình đường. Mình cho đường vô đặng mình thắng nước màu nha. Đó, mình anh em mình chờ cho cái nó lên màu nha. Ở bên đây á, thì cá mình kho một mớ, còn này thì lát mình chiên nha. Chiên cá phi với mấy cá mè. Thì cá này nó hơi nhiều lắm. Cho vô cái nồi này nó đầy. Đầy. Để cho nước màu nó lên màu một cái rồi cái anh em mình cho cá vô. Nè cũng sắp lên nè. Ủa nó lên kìa.
cá cá vô. Hỏi vào cái xèo rồi. Hỏi vô cái là cái xèo. Nó lên màu nữa nè. Mình thấy cái màu đường nó lên màu đẹp không? Ừ. Cái này mình phải làm lẹ để nó chín nó thịt con cá đó. Ý là anh để rửa riêu riêu nữa, để lửa lớn quá cái mình làm không kịp á. Rồi ở đây thì mình cho, mình có tỏi với hành tím với ớt nãy mình mà cũng có bằm sẵn rồi, mình cho vô hết luôn nè. Rồi vô hết luôn cho nó ngon, trước sau nó cũng vô hết rồi. Rồi đó, nó lên màu rồi đó. Lên màu không, lên màu đỏ. Rồi để anh nêm nếm. Ở đây mình cho nước mắm vô nha. Đường nữa lát mình đem sao đi. Lại miếng muối nha. À, cái này mình để về được rồi. Ừ, nhìn hấp dẫn không cả nhà. Rồi, để anh em mình khui thử nha. Khui vậy nè. Nó lên màu hay không rồi? Để miếm thử. Rồi. Ở đây mình cũng có hành lá với ớt nha. Mình cho vô. Cho vô luôn cho lên màu. Hồi nãy ớt bà mày giờ tới ớt cắt khúc. Cắt khúc. Nãy anh kêu thả xuống kênh đi, ngồi kế bên không chịu. Nãy anh thả mà nó chui vô cái vớ của anh á. Chui vô cái lú đó. Em cho miếng tiêu nè. Sợ mẹ á. Bữa nay sạch nồi cơm nữa rồi mon ơi. Để em nhắc cho. Bắt cái chảo lên cho em chiên cá thôi. Đã ngay rồi. Giờ cô mon chiên cá nha. Mình chiên thêm mới nữa lát ăn kèm á. Ôi giờ nóng nổi luôn. Cô ngon dốc cá phi trước à, cô ngon. Cho ăn cá phi trước cho nó khỏi chảy. Còn có mấy cái cá này chiên hết nó giòn nè. Ừ, nó ngon. Mấy cá này là xong. Hồi nãy biết anh ớt thì mớ ớt vô ha. Anh thả hết rồi. Anh thả hết rồi. Giờ anh em mình chiên mớ cá này xong rồi cái mình bắt lên mình xào rau muống luôn nha. Ăn cơm cũng vô coi cái nồi cơm đó mà. Dạ. Cái này là mình xào rau muống với tép mỡ nha cả nhà. Ở đây mấy anh em mình có thắng hũ tép mỡ nè. Giờ cho vô. Nãy giờ anh quên cho vô cá kho. Cho vô cá kho cũng ngon nữa mon. Dạ. Này giờ cô mon xào rau muống nha. Rau muống mình xào với tỏi à. Thôi cho tép mỡ vô đấy nó thôi. Bữa nay cái món rau xào, rau muống xào là giao cho cô ngon nha. Rau muống xào tỏi. Rau muống xào tỏi. Này là có nguyên một chén tỏi luôn. Tỏi nhiều cho nó thơm với ngon á. Cái này là tỏi này mình đập dập ra cả nhà. Mình để cái vỏ mình xào luôn. Rồi. Thơm mùi tỏi rồi đó. Mùi tỏi. Mùi tỏi nó cũng vàng với thơm à. Mình cho rau muống vô. Cho vô cái nó xèo ha. Bữa nay là một rổ rau muống luôn nè. Này mình cho từ từ đi. Cái này thấy nhiều đấy chứ lát nó xẹp xuống à. Nó sợp. Trời ơi thơm mùi tỏi rồi. Cái này mình cho tỏi nhiều cũng thơm. Cho vô chim. Bữa nay nhiều hả Bon? Một chảo luôn. Một chảo luôn. Giờ em cho gia vị vô. Cho tí đường đi. Nửa chén đường nha.
Gạo cumin hất nguyên nửa chén luôn. Hất thiệt cái là xong luôn á. Cho thêm tí muối nữa. Này mình nêm cái miếng miếng gia vị á. Thêm tí mặn ngọt. Cho tí nước mắm nữa cho nó thơm không? Cho hết chai mắm luôn. Dạ hết luôn hả? Này cho nước mắm vô cho nó thơm. Ôi cá lóc đâu mà táp đi ghê không không? Rồi như hôm qua mình thấy có cái bầy rồng rồng bển á anh. Nó sợ chứ ha. Dạ. Này từ từ sợ chứ. Rồi nó xèm lại hết rồi. Vậy chắc được rồi hả mọi. Dạ. Cái này bây giờ mình nhắc xuống, cái xong cái mình chặn lên ăn rồi. Tỏi với trứng cút, với trứng cút của con mồi nha. Trứng gà. Ôi. Rồi anh em mình nhắc sạn lên ăn cơm nha. Rồi sau nắng luôn rồi. Mây thổi bay mất tiêu hết rồi. Rồi ở đây thì anh em mình cũng có cho cái nồi lên nha. Đỉnh nia dưới đây rau muống của cô Mon có xào rồi nè. Xào tỏi rồi. Ôi. Rồi thêm hai cái trứng kế bên nữa. Thêm hai trứng nè. Bên đây thì cũng có mấy con cá để mình chiên nè. Chiên để mình ăn kèm nha. Để anh cho mấy cái trứng vô đây luôn đi. Bên đây là ăn nước tương tỏi ớt nha cả nhà. Với trứng hột vịt à. Để anh cho mấy cái trứng vô đây cho nó ấy. Ủa chứ hột vịt dầm với nước tương tỏi ớt là hết sảy luôn. Hai trứng này với cái dĩa rau muống xào tỏi của cô Mon là sạch luôn á. Sạch cơm luôn. Sạch nồi cơm. Rồi. Để anh thử cái rau muống này nha. Chấm vô đây một cái. Ôi. Rồi, xin mời cả nhà nha. Nghe mà nó giòn. Ngon. Mình thử cách chốt mà. Hồi ôi. Con cá đó có trứng rồi. Mấy con cá này anh em mình văng dính á. Nó con nào nấy cũng có trứng nè. Trứng rồi mà. Con này là ôm trứng bự rồi. Cá kho nãy anh thắng nước màu đường nó lên màu đẹp luôn. Ngon. Với thêm mớ tôm nữa cả nhà. Mớ ớt á. Nào mình phải là muốn xào mà, là muốn xào ngon. Chấm nước tương ngon. Cái nước tương dầm với trứng này á mà ăn với cái cà nâu nướng cũng được nữa. Đúng rồi. Cái trứng luôn. Trứng hồi nãy anh mình cho vô trong cái nồi cơm nha cả nhà, nấu chung. Rồi qua ăn nguyên cái nửa cái luôn rồi. Còn nhiều hơn. Mấy cái củ tỏi nè mình xào á, nó ngon. Bùi. Ăn vô bùi. Vô cơm không? Dạ. Đây, nè Mon. Nãy giờ anh ngồi anh đợi nè cho. Ồ. Ôi, nguyên con cá chốt luôn. Thử con cá chốt đi. Con cá chốt có trứng á. Ừ, con nào cũng trứng á, sáng anh mặn trứng không à. Xin mời cả nhà nha. Ừ, trứng nó chắc luôn á. Con kho gì vừa nè. Cá chốt đó, được mớ cái ăn thích nhất cái gì không ơi. Kho mắm á. Ừ, kho mắm là hết sảy rồi. Ngon. Nó thử có thêm mới rau sống nữa, chấm luôn. Hồi nãy anh em mình thấy ngay chỗ này á, mát á. Tính ra đây đặng quay cho nó đẹp. Mà giờ nắng rồi. Gió thổi mây đi. Đi trớt hả mọi. Dạ. Cá lù biển hả, hôm nay anh em mình kiếm hoài. Làm cá lù biển rồi. Vậy mà mơ em tưởng cá phi con. Cá lù biển. Cá rô biển này ha, mình kho mắm nè. Rồi kho ngót á, kiểu kho cà á, cũng ngon. Thịt nó ngọt.
làm nữa chứ. Mặn mặn thôi. Không thấy cái này em không ăn nêm vừa rồi. Thường thường á, anh em mình đi giăng lưới với đặt cái lú đó, là mình canh cái con nước như nó giật xuống kênh khoảng khoảng 2-3 ngang tay á, rồi cái này mình mới đi đặt. Còn hôm qua đặt á, là nước nó nhiều á, không có. Qua nước nó ngập luôn cây cầu. Bữa nay nó sổ xuống bớt, nó giật xuống bớt á. Đúng rồi. Mà nước giật vậy đi bắt có cua mà. Mới có mấy cái hang rồi. Mà con cua nào con cua nấy càng bự chà bá rồi. Cấm cá thật nó giòn lắm. Cái nước tương này là anh em mình đâm tỏi ớt nha, chứ cho thêm tí đường vô. Chấm như vậy nè nó mới đã. Tao muốn non giòn hả? Còn cá chốt mà. Chứ con cá này cá gì không? Cá này. Cá này giống cá lăng á. Giống cá lăng. Không phải cá chốt. Mà cũng giống có ba ngạnh á. Cá này giống cá lăng nhỏ. Bữa nay là anh em mình đi ra mình có cá nhiêu mình nấu rồi, với sẵn có rau muống rồi mình hái vô mình nấu ăn luôn cơm nha. Ăn vậy nó ngon rồi. Dìm chén nước tương tỏi ớt nó tỏi ớt sảy. Hợp dịch có xin chưa Mon? Nó 54 nè. Bốn trứng rồi, anh em mình ấy ra đây hai trứng. Miếng cá rô nó xương mà thật nó ăn ngon. Chấm lại thử. Mấy cá sặc này chiên ăn cũng ngon đúng không? Cá sặc nó hết chảy luôn. Chiên nó giòn giòn. Mà chiên nó đựng giòn quá. Giòn quá nó không có thật còn thật. Chấm vô nước cá ăn cũng ngon nữa mọi. Mà con cá nó hơi cay à. Để em thử chấm. Để dừa, ớt bằm, ớt cắt khúc, rồi tiêu nữa. Em làm cái chốt đúng con nào có trứng. Cái chốt nó dễ ăn, nó xương ít. Con cá bắt nó có cái ngậm. Bữa nay anh em mình đi á, rồi bỏ con mực ở nhà luôn à, không có cho đi theo. Rồi mình đi cái cá mình đi hái rau muống nữa. Rồi đi thả bỏ không ai coi nữa.
mà nó cũng cồn lắm mà. Dạ. Còn cá lăng nè, ăn thử cá lăng qua. Dạ. Này cá lồ biển. Biết sao cho ăn tỏi không mà. À, cho cô Mai ăn tỏi bớt con cá lại. Vâng. Trời mà mát vậy là lá có mưa chuyển hết luôn, mấy cạnh kia chuyển mấy cục đen. Môi cá lăng môi. Dạ. Cá lăng cũng có trứng đó. Dạ. Cái mùi này đẻ. Chuyển mưa có gió rồi không? Mát không? Mát. Nãy là nắng hầm. Ồ, cái nồi cá kho anh kho mà nó còn đỏ eo luôn không? Ớt nó mà đỏ. Thôi mình thắng nước màu đường nó lên màu đẹp luôn. Mà mình phải canh nè. Nếu mà mình không canh nó rồi ăn nó đen thui luôn đây rồi. Để đường nó mau. Đúng rồi. Chứ anh để lửa riêu á, mình sợ lửa lớn quá cái mình trở không có kịp. Trở không kịp là nó khét. Mưa luôn. Nó tắm mưa luôn. Đây là cái tách mỡ. Ăn vô bé béo thơm. Thôi tới đây anh em mình cũng xin kết thúc video nha. Rồi hẹn gặp cả nhà video tiếp theo. Tạm biệt cả nhà. Nhớ like đăng ký ủng hộ hai anh em mình nha. Nhớ like cho anh em mình nha cả nhà. Like nhiều nhiều.